Xin chào các bạn, hãy giữ lại thân, cành và lá cây để cải thiện đất trồng là thông điệp mình muốn gửi tới tất cả các bạn, những người làm vườn hữu cơ và mong muốn được thu hái rau củ quả hữu cơ trên khu vườn của mình. Đầu tiên thì hãy cùng mình tìm hiểu lý do tại sao chúng ta không nên bỏ rác, chúng ta không nên lãng phí những thân cây cũ trên vườn đi nha. Để có được một khu vườn tươi tốt, khỏe mạnh thì những người làm vườn có kinh nghiệm thường truyền tai nhau về việc thêm chất hữu cơ vào đất trồng. Thực chất thì chất hữu cơ là gì ạ? Vâng, một cụm từ mà ngày nay ai ai đâu đâu cũng nhắc đến. Nó quá quen, quá thuộc đối với tất cả chúng ta. Nhưng các bạn đã có cái câu trả lời chưa ạ? Chất hữu cơ thực chất là gì ạ? Vâng ạ, người ta định nghĩa nó rất là đơn giản, nó dễ hình dung và dễ nhớ như thế này ạ. Chất hữu cơ là bất kỳ thứ gì từng tồn tại, từng mang trong mình sự sống. Và khi đó khi chúng ta bổ sung chất hữu cơ mà chủ yếu là xác thực vật vào đất trồng thì chúng ta đơn giản chỉ là bắt chước tự nhiên thôi ạ. Vì trong tự nhiên thì mọi thứ chết đi đều rơi xuống đất và theo thời gian thì các sinh vật sống trong đất sẽ phân hủy nó. Đó chính là cái thứ tạo nên cái lớp đất mặt, cái lớp đất trên cùng trong những bãi đất trống, trong những cái khu vườn cũng chính là cái lớp đất màu mỡ nhất, cung cấp thức ăn và nuôi sống tất cả hành tinh của chúng ta. Vâng, vậy là chúng ta đã biết qua những cái lý do tại sao nên giữ lại cái xác thực vật trên vườn rồi đúng không ạ? Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những cái phương pháp mà chúng ta có thể đẩy chất hữu cơ vào trong đất trồng trên vườn một cách đơn giản và gọn nhẹ nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với phương pháp thứ nhất ạ. Đó là che phủ đất trồng bằng thân, cành và lá cây. Đây là cách mà chúng ta mô phỏng 100% cách của tự nhiên. Đây là cái hình ảnh cái gian mùng tơi nhà mình vào đầu tháng 3. Mình có 2 cây mùng tơi và mình trồng vào 2 cái chậu lớn này từ đầu vụ đông. Sau nhiều tháng hái lá, hái ngọn ăn thì khoảng đâu đó sau Tết là cây nó bắt đầu ra hoa, ra quả và nó có cái dấu hiệu tàn dần rồi ạ. Vâng ạ, mọi sự sống trên trái đất thì đều có cái vòng đời nhất định, dù ngắn hay là dù dài. Nên là khi chúng ta trồng cây mà bạn thấy những cái cây rau của mình nó tàn lụi thì chúng ta hãy nghĩ đến việc phá đi và trồng những cái cây non mới nha. Và hôm nay mình sẽ thu hái toàn bộ quả mùng tơi đã chín, tím mọng trên giàn kia để làm giống. Còn cái phần thân và lá thì mình sẽ cắt hạ xuống ạ. Gốc và rễ nằm trong chậu đất thì mình sẽ giữ lại, mình không nhổ lên khỏi mặt đất nha. Các bạn biết lý do tại sao rồi đúng không ạ? Đó chỉ có 2 gốc cây mùng tơi thôi mà mình thu được cả một cái đống thân lá như thế kia. Vâng, rất là nhiều ạ. Và hôm nay mình sẽ che phủ cho cái thùng đất ở cái khu này nha. Những thùng đất này là trước đây là mình đã che phủ bằng lá cành của cây sấu đó các bạn. Giờ thì cũng chẳng thấy đâu nữa rồi. Mình đang có những cái cây su hào sắp được thu hái rồi. Mặc dù là lá bị sâu ăn rất là nhiều nhưng mà cục rất là to. Đỗ coveleo thì nó cũng đã tàn rồi ạ. Mình vẫn để lại cái gốc ở trong đất trồng và mình đang bỏ hạt dưa chuột. Các bạn có thể thấy nhìn thấp thoáng thấy là những cây dưa chuột con là đang nhú dần lên. Vâng ạ, khi chúng ta che phủ đất trồng bằng xác thực vật thì nó rất là lành và nó rất là an toàn. Các bạn không lo cây bị sót rễ mà chết mà bị hỏng mà chúng ta sử dụng được cả thực vật đã chết và còn xanh nha các bạn. Mình chỉ đang bắt chước tự nhiên thôi, không có cái gì to tát cả đúng không ạ? Khi các bạn hình dung cuộc sống tự nhiên ở những bãi đất trống ngoài kia, kể cả ở một vùng nông thôn hay là cái nơi thành thị, rồi cả những khu rừng ở những cái mảnh đồi nữa ạ. Tất cả cây cối và các cái loài thực vật khác nó sống vui vẻ và thuần đơn cho những cái lớp lá, lớp cành cây hoai mục và rơi xuống đất thôi, đúng không ạ? Những cái mảng thực vật chết này thì nó đã rơi xuống ở gốc cây rồi xếp chồng, xếp chất lên nhau từ năm trước, tháng trước, ngày hôm qua và nhiều năm trước đó ạ. Sau đó thì vi khuẩn, nấm, côn trùng, rồi các sinh vật khác nó liên tục phá vỡ những chất thải đó, trộn vào những cái cây cà chua nhà mình cũng vậy ạ. Vừa rồi thì mình đã cắt bỏ toàn bộ cái phần lá héo, úa vàng và mình bỏ hết xuống dưới gốc cây và tạo cái lớp che phủ cho đất trồng. Và rồi sau này khi mà mình đã hái hết những cái chùm quả lúc liều trên cây kia thì toàn bộ cái phần thân cây là mình cũng sẽ tiếp tục mình đẩy nó trở lại vào đất ạ. Mình biết là có nhiều người nghĩ là khi che phủ xác thực vật vào trong đất trồng thì nó sẽ có nguy cơ bị nấm. Rồi có bạn thì không quen mắt với cái việc nhìn thấy những cái con côn trùng nhỏ, những cái con bọ nó bò lúc nhúc ở dưới những cái lớp che phủ kia, đúng không ạ? Thực tế thì ngoài những cái động vật phân hủy như là
nấm, vi khuẩn, thì những cái xác động vật này, những cái xác thực vật chết, nó còn được các cái động vật khác, gọi là một cái nhóm động vật ăn mảnh vụn, nó trực tiếp nó ăn ạ. Động vật ăn mảnh vụn là các cái động vật mà ăn các cái vật liệu hữu cơ đã chết. Dù đất này, cuốn chiếu này, sen và thậm chí là con mối ạ, chính là những cái loài ăn mảnh vụn lớn. Và trong tự nhiên thì khi những cái vật liệu nó rơi xuống đất thì chúng cung cấp cái nơi trú ẩn và thức ăn cho những cái động vật này ở khắp bề mặt của đất trồng. Đó là cái mối quan hệ kín đáo và thường bị bỏ qua, đôi khi là không quen con mắt, đúng không? Đối với một số người làm vườn, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng trong một cái hệ sinh thái lành mạnh. Vì thế là các bạn hãy một lần, hai lần, thậm chí mà bạn nào mà nhút nhát quá đấy, hãy nhiều lần cố gắng để học cách sống chung với những cái loài côn trùng nhỏ trong đất vườn của chúng ta nha. Các bạn hãy nhớ là bất kỳ vật liệu thực vật nào cuối cùng rồi cũng sẽ phân hủy và làm cho đất trở nên tốt hơn. Vì thế bản thân mình khi trồng cây trên vườn, không phải lúc nào mình cũng hướng tới cái việc hái lá non, thu quả ngọt, mà mình còn ham hố cả những cái bộ rễ khổng lồ của chúng nằm trong đất trồng. Rồi mình ham hố cả những cái bộ tán lá thân cành xum xuê dày đặc của chúng. Vì sau này với tất cả những cái vật liệu này thì mình lại có thể làm giàu hơn cho cái đất vườn nhà mình. Và nói như thế nào nhỉ? Mình là một người làm vườn, là một cái người làm vườn mà tiếc từng chiếc lá vàng nó rơi ra khỏi sân thượng khi mà mình chưa kịp hái. Nếu mà có thể nhặt được thì mình sẽ nhặt nhạnh từng mẩu còn đấy ạ, từng cái xác cây rau, cây cỏ mà mình trồng được ở trên vườn. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ như thế nha. Các bạn hãy trở thành một người làm vườn biết tiếc từng chiếc lá rau trồng trên cái sân nhà mình, và biết trả về cho đất trồng cái nguồn dinh dưỡng mà đất đã cho cây mượn. Và chúng ta tiếp tục với phương pháp thứ hai ạ, là chúng ta chôn cái xác thực vật ở trong đất. Khi chúng ta trồng trong thùng trên sân thượng thì mình sẽ đẩy cái xác thực vật vào đất bằng cách là lót đáy thùng trước khi mà trồng cây gieo hạt. Các bạn trồng rau trên đất nền thì mình có thể biến hóa linh hoạt hơn một chút. Ví dụ như là mình đào những cái rãnh nhỏ, những cái chiếc hố nhỏ và mình chôn cái thân cây cũ vào trong đất ạ. Sau đó thì mình có thể trồng cây gieo hạt ở phía trên hay là bên cạnh cái rãnh và các hố mà mình đã chôn đó. Như thế nào cũng được ạ. Nó đều tốt và nó đều chân ái đối với tất cả các cái loài cây và tất cả đất trồng nha. Và ở cái khu này là mình có một cái thùng đất gần như là bỏ hoang cả vụ đông vừa rồi. Mình có một bụi hoa sườn chi, một cây đu đủ thiếu nắng nên là cũng không lên được. Một, hai cây rau ngót từ vụ hè, một cây đậu bắp cũng là tàn dư từ vụ hè năm ngoái. Hôm nay mình sẽ phá thùng đất này để mình thu cái thân để mình lót đáy thùng. Vâng ạ, khi các bạn chôn những cái thân cây cũ trên vườn vào đất thì ngay cả khi những cây này đã chết đi rồi, nó héo khô như cây đậu bắp kia của nhà mình ấy, thì chúng vẫn được biến đổi và nó hoạt động như một cái loại phân bón tự nhiên và mang lại cái lợi ích cho các cái cây trồng trong tương lai của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là những cây chết của chúng ta sẽ có một cái sự sống mới, góp phần vào sức khỏe của những cây trong tương lai của chúng ta, và đồng thời góp phần giúp ích cho môi trường rất là nhiều. Một bụi cây rậm rạp với cái tán lá thân cành xòe rộng thực sự ra nó là một cái món quà của thiên nhiên dành cho tất cả mọi người làm vườn. Và nếu bạn biết cách giữ lại chúng, chúng sẽ tạo ra cái phân hữu cơ, tạo ra những cái lớp che phủ bề mặt và là cái nguồn phân bón tuyệt vời. Sau khi mà đẩy xác thực vật chết vào trong đất thì cái vi sinh vật nó phân hủy rồi nó ăn những cái thứ chết đó đi. Vật liệu thực vật chết như là lá cây, cành cây, các cái thanh củi, thanh gỗ, rồi xác động vật, rồi phân gia súc gia cầm. Chúng thực hiện một cái nghĩa vụ có giá trị với cái tư cách như là một cái đội đặc nhiệm chuyên dọn dẹp trái đất ạ. Nếu không có chất phân hủy thì những cái cây chết này, rồi những cái con côn trùng chết, rồi những cái con động vật đã bị chết, nó sẽ chất đống khắp nơi, đúng không ạ? Các bạn hãy tưởng tượng là khi đó thì thế giới chúng ta sẽ như thế nào, đúng không? Thế giới chúng ta sẽ như thế nào nếu mà không có cái chất phân hủy? Kinh khủng lắm ạ. Vâng ạ, quay lại với cái việc lót đáy thùng bằng chất hữu cơ. Khi chúng ta làm như thế thì chất hữu cơ sẽ giúp ích cho cái cây trên vườn của chúng ta như thế nào ạ? Các hạt lớn của thực vật mà bị phân hủy một phần trong đất thì sau này nó sẽ tạo ra cái khoảng trống ở bên trong đất để không khí và nước có thể lưu thông sâu và xa vào phía trong các cái ngóc ngách của thùng đất trồng, rồi nó lan tỏa đến cái bộ rễ của cây trồng.
Điều này thì nó đặc biệt hữu ích khi chúng ta trồng rau trong thùng xốp, thùng nhựa trên sân thượng, bởi vì chúng ta tránh được cái tình trạng đất bị nén chặt, một cái căn bệnh gọi như là tiêu biểu đặc trưng của đất trồng sân thượng, được không ạ? Rồi bên cạnh đó thì những cái chất hữu cơ này còn hoạt động như những cái miếng bọt biển nhỏ, chúng thấm nước và chúng ngậm nước trong bản thân của mình để tạo ra cái độ ẩm trong đất trồng, làm mát và nó sẵn sàng tưới nước cho cái bộ rễ của cây trồng. Và chúng ta chuyển sang cái phương pháp thứ ba nha. Hãy giữ lại thân cây cũ trên vườn để ủ cùng với rác bếp, rác sinh hoạt, hoặc là ủ cùng với phân gia súc gia cầm. Nói đơn giản hơn là thay vì chúng ta ném những chiếc lá khô héo vào thùng rác thì bạn hãy bỏ chúng vào thùng ủ phân trên vườn nhà. Khi bạn ủ phân để bón cho cây trồng của mình bằng xác thực vật, kể cả khi chúng đã chết thì cũng đều hữu ích đối với đất vườn. Khi động vật và thực vật chết đi thì nó dần sẽ mục nát và trở thành cái nguồn thức ăn cho các cái sinh vật đất ạ. Chất hữu cơ nó sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chuỗi thức ăn từ vi khuẩn, nấm đến côn trùng cực nhỏ, rồi đến lớp nhện, rồi đến giun đất và rết. Khi những cái vi sinh vật này nó tiêu thụ chất thực vật đang phân hủy và sau đó thì chúng sẽ giải phóng ra cái chất dinh dưỡng để rễ cây của chúng ta hấp thụ. Và thế là toàn bộ cái chất dinh dưỡng hóa học như là carbon và nitơ thì nó được thải trở lại vào trong đất trồng. Mình nhớ là đã đọc ở đâu đó người ta nói là, người ta so sánh là cây lá rụng theo mùa nó như là một cái vũ khúc, một cái dòng chảy mang chất dinh dưỡng trả lại cho đất trồng. Là đó là cái cách của tự nhiên. Bạn hình dung là những cái vòng tròn chất dinh dưỡng nó sẽ được xoay chuyển liên tục như vậy ạ. Khi chúng ta nhìn thấy thế giới theo cái cách này, thì mỗi khi mà các bạn nhìn những chiếc lá nó rơi xuống đất thì nó như một cái lời nhắc nhẹ nhàng về cái sự liên kết của thiên nhiên xung quanh chúng ta. Hoặc là nếu không ủ phân thì các bạn có thể cắt cái cây, rồi cái lá cây, rồi cái thân cây trên vườn để chúng ta cho gia súc gia cầm ăn. Và thông qua đó thì chúng ta cũng tạo một cái vòng đời tương tự của chất dinh dưỡng. Cái vòng tròn chất dinh dưỡng này nó sẽ khôi phục hệ sinh thái về cái trạng thái cân bằng, và do đó nó đóng vai trò quan trọng trong cái việc duy trì cái hoạt động của hệ sinh thái. Và các bạn hãy hình dung là tất cả các cái sinh vật sống và không sống thì nó đều phụ thuộc vào nhau. Và cái vòng tròn dinh dưỡng này thì nó liên kết các sinh vật sống với các cái sinh vật không sống thông qua cái dòng chất dinh dưỡng này. Cuối cùng thì mình cũng chúc các bạn có được những cái trải nghiệm đáng nhớ khi làm vườn và có những cái lựa chọn đúng và tốt cho cây, cho đất trên khu vườn của mình. Bởi vì mỗi lựa chọn của chúng ta thì đều ít hay là nhiều tác động trực tiếp đến cái thế giới xung quanh. Và mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong một video sắp tới vào một ngày thật là gần nha. Và mình cảm ơn mọi người. Bye bye.